Bí mật cuối cùng trên di cốt trùm giang hồ Khánh Trắng qua lời kể của vua Phù Mộ. Khi đó mới 5 giờ sáng, trời vẫn còn lờ mờ sương sớm. Mấy Phù Mộ trước đó tranh thủ chợp mắt được một lúc lấp ngóp bỏ dậy để chuẩn bị ra về một tên đàn em tiến lại chỗ ông cát ngồi chưa kịp để vua phù mộ nói gì hẳn đã vác đồ nghề của họ để vào cốp xe tên này hất hàm ra hiệu cho đám phù mộ lên xe để về nhà giải mã vết đạn trên sọ khánh trắng chiếc xe ô tô nổ máy bỏ lại phía sau làn khói thầm sì si khét lẹt trời cuối đồng vẫn lạnh như cắt da cắt thịt ngồi trong xe bụng đói cồn cao sau một đêm làm việc vất vả nhưng ông cát vẫn liên tục đốt thuốc lá có lẽ ông cứ miên man suy nghĩ mãi về cái thường vụ bốc mộ vô tiền khoáng hậu này lấy hết sự can đảm ông bắt chuyện với hai đàn em khánh trắng như thể cố xóa đi cái bức tường vô hình ngăn cách giữa đôi bên suốt từ đầu buổi đến giờ mấy anh em đi theo anh khánh bao lâu rồi ông cắt cất lời tiếng nói ồm ồm của vua phù mộ như phát tan cái không khí âm u đến lạnh người trên xe. Nó không chỉ khiến đám phù mộ mà cả đệ tử tên Giang Hồ cũng ngoái lại nhìn bằng vẻ mặt bất ngờ. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua, hai đàn em khánh trắng cũng chịu mở lời. Ông Cát nhớ lại, lúc đó dường như họ thoải mái hơn sau khi công việc của đại ca đã hoàn tất nên mới chịu phá lệ trò chuyện với tôi. Nhưng câu trả lời của họ cũng chẳng gợi nên nhiều gì. Tôi còn nhớ một khá ngồi bên ghế phụ bào 6 năm rồi lại trầm ngâm. Dừng một chút, ông cắt tiếp. Khi tôi hỏi đang làm nghề gì thì người đàn ông này bảo đi buôn bán. Hình như những con người này đã nguội máu giang hồ kể từ khi đại ca phải đền tội bằng tính mạng nơi trường bắn. Nhưng chứng kiến những gì họ làm cho Khánh Trắng suốt đêm đông lạnh lẽo, tôi mới thấy được cái gọi là nghĩa khí giang hồ người ta bảo dân xã hội sống bạt mạng, vô tâm, chỉ vui vẻ với nhau khi có tiền của. Trong tôi thấy không hẳn như vậy. Cánh đàn em khánh trắng buồn bã, thậm chí có người rơi nước mắt sau khi di cốt trùm giang hồ được đưa lên khiến tôi cũng cảm động. Tôi còn được biết, trong những cánh đệ tử đó, có người đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lặn lội ra đây từ mấy hôm trước để chuẩn bị đưa đại ca sang nhà mới. Miên màn suy nghĩ đến đấy, ông Cát chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi ngược lại của người lái xe. Sao trên đầu anh tôi lại có vết đạn to thế nhỉ? Chẳng lẽ khi ra pháp trương họ ngắm bắn vào đầu? Hắn đặt một câu hỏi rồi quay xuống nhìn ông Cát với vẻ mặt khó hiểu. Khi người này đặt câu hỏi, chính vua phù mộ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đúng là có một chiếc lỗ từ thái dương trái qua phải trên chiếc sọ của trùng khánh trắng thật. Tiếc là thời điểm đó, vụ bốc mộ cho Khánh Trắng cũng là lần đầu tiên bốc mộ cho tử tù, nên vua phù mộ vẫn chưa để ý và không thể lý giải được. Sau này, khi đã bốc mộ cho rất nhiều tử tù, tôi mới biết được rằng đó là phát đạn nhân đạo của những người thi hành án dành cho người mang án tử. Tôi đã xem một vài lần tử hình ở trường bắn nên biết điều đó. Khi tử hình, sẽ có 7 người dàn hàng ngang đứng trước một chiếc cột từ tù từ trên xe ô tô được đưa xuống, dẫn thẳng đến chiếc cột bắn. Trước khi hành hình, người ta mở băng đèn bịt mắt cho từ tù, được nhìn trời đất ánh bình minh lần cuối. Khi chiếc băng đèn được sập xuống, cũng là lúc bảy con người với những khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào từ tù. Sau hiệu lệnh, loạt đạn khổ khốc nổ lên, từ tù gục đầu về phía trước. Người chỉ huy sẽ dùng súng lục ra kiểm tra, lập biên bản hoàn thành thi hành án. Sau đó, anh ta sẽ dùng súng lục, chĩa thẳng vào thái dương của tử tù rồi bắn phát súng nhân đạo. Lỗ hồng to, bằng đầu ngón tay cái trên sọ khánh trắng là phát súng cuối cùng đó, ông Cát cho biết. Ký ức về những lần trắng đêm đi bốc mộ tử tù Ông Cát vừa chợp mắt được mấy phút thì chiếc xe đưa nhóm phù mộ về đỗ xịch trước cổng làng. Hai tên đàn em khánh trắng chạy xuống, mở cửa và đánh thức những người trên xe dậy. Vua phù mộ giật mình tỉnh dậy mới biết mình đã về đến nhà. Một đàn em khánh trắng gọi ông cát ra chỗ khác và rúi vào tay chiếc phòng bì dày cộp, đựng tiền. Hắn bảo đây là tiền bồi dưỡng và công cúng thần trùng cho khánh trắng. Ông cát cố từ chối và nói rằng việc cúng cũng chỉ là nghĩa từ nghĩa thần với người đã khuất nhưng người này không chịu. Nhét phòng bì vào tay vua phù mộ, hai gã giang hồ nhanh chóng lên xe rồi đi thẳng lúc này đám bốc mộ nhìn nhau với vẻ vui mừng họ đã an toàn về nhà như đúng lời hứa của cánh đàn em khánh trắng lúc ấy đã rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải vội vàng tập hợp anh em lại trong bữa ăn sáng diễn ra sau đó tôi nhắc mọi người rằng đây là bí mật sống để bụng chết mang theo tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ ai chuyện này kể cả vợ con tôi sợ rằng nếu để lộ ra thì cánh giang hồ sẽ quay lại để tính sổ Chính vì thế, hơn một thập kỷ trôi qua, vì vụ này không hề có một người nào ngoài nhóm biết được, ông Cát chia sẻ. Cũng theo lời vua phù mộ, cái bản hợp đồng kỳ lạ ấy dường như là bước mở đầu cho những thường vụ bốc mộ bất ngờ sau này. Những ngày tiếp theo trôi qua, nhiều người thân của các tử tù khét tiếng từ khắp nơi tìm đến nhà ông để nhờ đi bốc mộ. Chính ông Cát cũng không thể hiểu vì sao họ lại biết tên và tìm đến nhóm của ông nói chuyện với phóng viên ông Cát Bộc Bạch. Vốn dĩ không mê tín, nhưng những hợp đồng đến liên tiếp sau này cũng làm tôi trột dạ. Tại sao họ có thể biết đến mình và đổ xô đến tìm như vậy? Tại sao, sao những điều kỳ lạ ấy chỉ xảy ra sau khi chúng tôi bốc mộ cho trùm giang hồ Khánh Trắng? Mấy tháng trời sau đó, chúng tôi bồn bà khắp nơi chỉ truyền đi bốc mộ cho từ tù. Nhiều khi, anh em trong nhóm nói với nhau rằng có lẽ chúng tôi làm tốt nên được trùm giang hồ đất Bắc phù hộ. Phải chăng chính ông ta đã đưa đường dẫn lối cho những người thân của tử tù đến tìm anh em tôi? Khi chúng tôi hỏi trong những năm tháng bốc mộ tử tù, tương vụ nào ám ảnh nhất? Vua phù mộ kể rằng, đó là cả chuyển di cốt của một tử tù lĩnh án buồn ma túy ở Thanh Hóa. Sau khi nhận được lời nhờ vả của người nhà, cánh phù mộ liền tự mình lái xe vào đó. Sau một lúc nghỉ ngơi cùng người thân của tử tù, khoảng 10 giờ đêm, nhóm của ông Cát được họ dẫn ra pháp trường. Đợi đúng giờ đã định trước, họ xúc đất và mở nắp quan tài. Ở dưới dòng nước sánh đặc là xác người nổi lềnh bềnh, bốc ra mùi hồi đến khó chịu. Lúc này, tử tù đang mặc trên mình chiếc áo khoác dày cộp. Nhìn vào đó, ông Cát biết rằng người tử tù này bị hành hình vào mùa đông. Đang giở tay lần mò chiếc cúc áo, bỗng nhiên ông gắt chạm vài vật gì đó cứng cứng nằm ngay trên túi của tử tù. Lúc mang lên nhìn, dưới ánh sáng nhờ nhờ của chiếc đèn ắc quy, đó là một con búp bê được đẽo ốc bằng một viên gạch trong trại giam. Trên thân con búp bê ấy được khắc chữ N tâm. Đó là tên con gái của tử tù. Có lẽ trước khi đi xa, ông ta đã tự tay làm búp bê tặng con gái nhưng không kịp gửi về nhà nên đành nhét vào túi áo cô con gái từ tù này giờ đây đã lên lớp 6, hôm đó cũng có mặt. Lúc cha ra pháp trường, cô bé mới cắp sách vào lớp 1. Nhìn con búp bê của người cha quá cố, cô bé khóc ngất, nẹ ngào. Cô bé vội rửa con búp bê và cứ thế giữ khư khư cả ngày liền. Trước cảnh tượng đó, cả người thân của tử tù và nhóm phù vụ đều rơm rớm nước mắt. Có lẽ đó là tài sản cuối cùng mà cha cô gửi tặng con gái ông cát cho biết sau cái ngày bốc mộ cho trùm giang hồ đất bắt nhóm của ông cũng không thể nhớ nổi đã sang nhà cho biết bao nhiêu từ tù tuy nhiên phi vụ đem dì cốt khánh trắng ra sông tắm và cúng thần trung khiến ông không thể nào quên đó dường như là một dấu mốc trong cái nghiệp sống nhờ dì cốt người chết của vua phù mộ có lẽ cái lần bốc mộ ấy sẽ còn đeo đằng ám ảnh ông cát đến ngày nhắm mắt xuôi tay uẩn khúc phía sau chuyện linh hồn người vợ trẻ hiện về báo oán nhà chồng. Trước khi tìm đến cái chết, chị Nguyễn Thị Hơ đã để lại di thư cho mẹ ruột kể về những ngày tháng đau đớn ở nhà chồng. Nghe người dân kể, chị Tề vốn xinh xắn, hiền lành nên được nhiều chàng trai làng để ý. Trong số đó có anh Sơ, người cùng làng học thành cao. Chị Hờ yêu anh Sơ khá gian nan vì kinh tế hai gia đình tranh lệnh. Nhà chị Hờ nghèo, còn nhà anh Sơ thì rất giàu có nhưng mặc kệ gia đình ngăn cấm hai người vẫn đến với nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh nhưng hạnh phúc chẳng tay gang khi chị hờ sinh con thứ hai là trai thì tình cảm vợ chồng đi xuống anh sờ thay lòng đổi ra bô bịch bên ngoài anh sờ lạnh nhạt với vợ đối xử không bằng người dưng chị hờ xảy ra mâu thuẫn với chị chồng nhưng anh sờ không làm gì chỉ nhìn vợ bị đánh đập bố mẹ sờ ngăn cản sờ vẫn rừng rừng như không Giữa năm 2004, bị kịch xảy đến với chị Hờ. Bị gia đình chồng đuổi cả ba mẹ con ra đường. Anh trai chồng tuyên bố, tối nay mày không chuyển đi thì tao thuê người chuyển đồ của mày ra trả nhà tao. Bố mẹ chồng thì nói, bao giờ chúng mày về sống hòa thuận với nhau thì tao sẽ về. Còn anh Sơ thì tìm mọi cách bắt chị phải ký vào đơn ly hôn. Tối hôm đó, ba mẹ con chị Hờ đi chơi về thì gia đình chồng khóa chặt cổng không cho vào mà họ đứng ở ngoài cả đêm thường mẹ con chị hàng xóm cho tá túc nhờ. Đến nửa đêm, đứa con út và tuổi sốt cao, chị gọi bố mẹ chồng mở cửa để lấy thuốc cho con uống, nhưng họ vẫn lạnh lùng mặc kề, đóng cửa đi ngủ. Nỗi uất hận trong chị Hờ dâng lên tột cùng, khiến chị hành động một cách hồ đồ, đồ, dại dột. Chị Hờ lấy thuốc chuột bơm vào hộp sữa rồi đưa cho con uống. Vừa uống được một ngụm sữa thì các con hét lên trong đau đớn. Nghe thấy tiếng hét, mọi người chạy sang thì đã quá muộn. Chị Hờ và con trai 3 tuổi đang nằm quằn quại trong đau đớn rồi từ từ lịm đi. Còn đứa con trai 5 tuổi ngậm sữa thấy đắng kịp nhổ ra nên may mắn trống sót. Chứng kiến cảnh này, gia đình chị Hờ vẫn út tột độ, Đợi công an khám nghiệm tử thi xong, họ đào một cái hố ngay giữa căn nhà mà mẹ con chị ở khi còn sống rồi xây thành một ngôi mộ bê tông kiên cố, quan tài của hai mẹ con chị đưa xuống, đầu hướng về phía gia đình nhà chồng đang ở. Họ hàng gia đình nhà chị hờ muốn cả nhà chồng chị phải sống với tội lỗi của họ, mỗi khi nhìn thấy nấm mồ hai mẹ con chị, họ nghĩ rằng với cách này, mẹ con chị hờ sẽ không bao giờ bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Chính quyền địa phương lúc ấy tuy có mặt nhưng cũng đành bất lực bởi sự hận thù có thể khiến hàng trăm con người đang nghỉ hục đào bới có những hành động bất kiểm soát. Gia đình anh sơ lúc ấy sợ tím mặt, trốn biệt tích khỏi địa phương, mãi vài năm sau mới dám trở về nhưng cũng chỉ dám sinh sống ở căn nhà phía trong ngõ gần 20 năm đã trôi qua nhưng người dân Phú Lương vẫn rỉ tay nhau chuyện người mẹ trẻ hiện về đòi công lý. Họ bảo rằng linh hồn chị Hờ về nhập vào một người phụ nữ lạ, tìm về làng kêu với người thân rằng sống khổ cực, chỉ mong bố mẹ cải táng cho mình để linh hồn được siêu thoát. Cũng có người nói rằng linh hồn của chị Hờ về báo oán muốn gia đình nhà chồng sống dần vặt suốt đời không hiểu thực hư chuyện này ra sao nhưng cho đến nay nấm mồ mẹ con chị hờ vẫn còn đó và đây chính là hậu quả của việc người chồng vội bạc ngoại tình không chăm lo đến gia đình đó là sự thờ ơ lạnh nhạt của gia đình chồng trước mâu thuẫn của con cháu hậu quả mẹ con chị hờ chết trong bế tắc tuyệt vọng chồng chị hờ và những người trong gia đình nhà chồng rồi đây sẽ phải gánh chịu bản án từ tòa án lương tâm Yeah.